Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ dùng leo top, mình sẽ chơi cái bi. Trận này là có cái đại đao này. Nên mình sẽ dùng thằng bi này. Xem là được top 1 không? Xem được top mấy. Và mình sẽ lên theo tốc đánh chí mạng. Bắn cho nó gắt. Mũ này là đây, mũ này là giảm hồi máu đây. Tốc đánh với đam không cần chí mạng, hay là lên chí mạng nhỉ, hơn nhảy nữa, tùy tình hình em đến cuối em có nó con thằng nào sống, còn thằng đau thì phang cái giảm hồi máu, nếu còn những thằng khác thì phang chí mạng bắn cho nó tê. Trước hết là mình phải đi tìm cái vũ khí đấy. Nhặt được cái bi thì không mới là vấn đề. Rồi, quẩy thôi anh em. Chưa có cái gì cả. Đấm này có gì ấy, phải có ngay cái giáp. Tạm ổn. À, gặp thằng nào nó múc luôn đấy. Đây rồi, có cái chùy phòng thân này rồi. I will find a way or make one. Gặt cái máu này nhỉ, tí solo rồi gắt. Đây có cái kiếm rồi. Xài tạ. Cái kiếm này bắn xa. Chứ không phải đánh gần. Đây. Cái vòng này là xuyên giáp nha anh em nhé. Ở đâu đây, cái vòng kia vòng 1 sành. Cứ tưởng là cái vòng 3. Hóa ra là vòng 1. Cho xin cái màu to này, bán màu con như này. Úi rồi, hun túi rồi. Chỗ này chưa nhặt được cái túi nào này. Nhặt cái về là mình lại mắc nhọ rồi. Toàn màu con. Không có tí khả quan tươi sáng nào rồi. Xin cái túi đây. Đủ có bình máu to. Đứt bớt thằng này đi. Nhặt máu to. Gì đấy? Vài đường cơ bản là đã một em lên bảng. Đâu rồi? Hàng đâu rồi, lâu lắm không chơi thằng này không nhớ cái skin nó như nào nữa. Úi, 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 đừng 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 có thế, nó làm gì đấy, xịt chuyển không chạy đi lại còn cố đánh làm gì. Cô đánh những gì bạn ơi? Đây rồi. Con hàng. Con hàng chạy đâu? Con hàng chạy đâu? Trước cuối bạn, các bạn dùng lần thứ hai mình sẽ dịch chuyển những cái tâm của cái skin nhé. Nên chiêu này là khá là hay. Cái phạm vi thi triển nó cũng khá là rộng. Em bạn có thể dùng để bắt địch rất ổn. Lúc địch nó bị mình
phang skin của người, nó sẽ bị lùi về cái tâm của skin của mình, nó không chạy được đi, kiểu như giống như bị hút vào ấy. Tâm khi triển xa vãi, xa hơn cả cái ulti của con thương. Ý, phải có mục tiêu thì bạn mới bay được đến, còn không có là bạn không bay được đến. Con rồng hai có gì? Mấy đồ chi đa. Cái shop 4 này có cái mũ chí mạng. Trận này lại không kiếm được cái bi rồi. Em nói này, kiếm này phản chậm quá. Đấy, nó sẽ bị hút vào tâm. Đủ cái gì đấy, cái gì đây vậy? Mình giỏi tôi quá, nên đi dùng cái tăng hình làm gì? Cái lần vườn đây nó đi ăn rồng của mình ấy. Chơi nó luôn. Thằng nào đi vào chiêu cuối của mình là mình sẽ được kích hoạt, được kích hoạt thêm lần hai. Bay đến cái vị trí đấy, chờ nó đớp rồng gần chết rồi mình vào mình quẩy vậy. Cái nào có cái mũ tốc đánh này, đấy, rồng ba này, rồng ba ngay đây. Dây rồng ra thường thường cái bi nó hay ở trên cái nhà tù này với cả nhà thờ. Còn mấy cái chỗ này mình chưa bao giờ nhặt được, ở mấy cái chỗ này đánh mấy con quái mất nhiều máu nha. Rồi, có bình tàng hình rồi. Khá là ổn. Có cái để thoát thân rồi. Bè một dòng quất luôn, sao xoắn. Yếu vãi. Con này đam phép, chưa có đồ nữa nên đánh khá là yếu. Giờ một thằng nào bay vào đây nó đập mình là xong rồi. Nó làm máu vậy. Dòng skin đau quá. Anh ơi, kìa, sao đỡ nha. Đi cho cái ulti vào mồm nó. Con này mình miễn ulti à? Ăn máu đây không có thằng người ta cắn trộm cái vỡ mồm. Có bốn có gì không? Có mũ crit. Mình đang dùng mũ gì? Mình đang dùng mũ đẹp. Một thằng ở đây. Một thằng ở đây. Không chơi. Ý, đùa cái ai đấy? Mình sẽ vòng lên con rồng là không, vòng lên cái shop 3. Shop 3 có gì? Có cái dây tốc đánh như cái mũ mà mình cần. Ok, trên này có hai cái hai dương đồ kìa. Mất nhanh lên mua cái dây, đủ tiền mua được cái dây rồi. Anh em ơi,
còn 16 mạng nữa. Trận này có thằng đại đao. Trận này có vẻ khó khăn. Ui, cái gì đây? Thằng đại đao này. Quất nó ngay. Thằng này nó hết chiêu cuối, nó phải chạy. Mẹ đâu rồi? Trận này căng rồi, hết mắt rồi. Mình đi kiếm mắt đấy anh em ạ. Đánh mấy con đấy mà không có mắt là không ăn được. Chết tôi rồi. Thôi. Ok. Nó đánh nhau thì đứng lên mình kéo này. Nó lại dí mình à? Đấy đấy, bi đây, bi đây. Thì em không mua đồ đó. Mua cái giày đã. Rồi, em đã ra nhặt viên bi. Nhéo đây. Mấy con chó này nó lại lòng vòng ở đây rồi. Nhặt bi chúng ta quất thằng đấy mới được. Có hai thằng đánh nhau xong rồi mình vào mình hốt sau. Làm gì? Láo à? Láo à bạn? Đừng có láo. Thế ngay. Không có mắt là không chơi được con này. Mình mới level 9. Ăn máu đó. Mình thiếu cái mũ. Tốc đánh bao nhiêu rồi? 123 chưa đủ. Cái quần xem cái shop 5 có gì. Shop 5 của cái áo tốc đánh. Hiện tại là mình đang dùng áo tăng đam. Đây này, con thằng chạy đâu em ơi? Không có mắt là thế đấy anh em ạ. Nó làm gì được. Không có mắt. Mắt ăn sao được con đao đây. Con đi farm. Xong level 10 nhé. Xong rồi tính tiếp. Mười rồi. Rồi mình sẽ đi kiếm ít mắt. Trận này đồ chưa đủ. Không biết ăn được nó không này. Kỹ năng cao mà đồ tranh nhau quá nhiều thì cũng chịu. Đây rồi, có một con mắt. Hai con mắt rồi. Ok. Farm kiếm ít tiền mua đồ đó.
Đâu rồi? Nó gọi láo thật. Tại là mình cần cái kiếm cái quần. Quần này quần gì đây? Không được, quần này không chơi được. Xem cái shop 5 có quần gì. Shop 5 không có quần tốc đánh. Mình đang dùng mũ gì? Ôi gì mà vẫn đang dùng mũ Sida. Ây giời, bay xịt mới đau. Đang đánh nhau này. Nhân cơ hội mình sẽ ra mình mua đồ. Mình sẽ mua cái mũ. Mình sẽ mua cái mũ. Mũ đâu? Mũ đây. Ok rồi. Tốc đánh thấp quá. Không đủ tiền mua cái áo rồi. Áo là 3K8 cơ. Đây là phụ thuộc vào dùng skin. Ôi có thằng trong này. Mình vừa nghe thấy tiếng. Không có thằng nào cả. Mình tiết kiệm mắt. Có đúng hai con mắt thôi. Dùng cái mũ này nhiều đồ vãi vẫn không có quần. Mình phải đi kiếm cái quần. Mình đang dùng cái áo nào, hai áo này giống nhau mà. Đi đây. Mày chết rồi. Rồi. Quá chuẩn. Quá đơn giản. Đại đao là cái gì? Chết ngay. Ok. Skin hợp lý. Chết ngay. Ok. Rồi. Chào.